Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hơn ngàn người muốn về quê ùn ứ giữa đường, lãnh đạo Long An phải ra đối thoại. Đến giữa trưa ngày 30 tháng 9 năm 2021, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vẫn đang đối thoại với hơn 1.000 người dân muốn về quê đang ùn ứ tại khu vực huyện Đức Hòa. Sáng 30 tháng 9, cả ngàn người dân đã đi xe máy từ các xã huyện Đức Hòa, Long An giáp danh thành phố Hồ Chí Minh đổ ra quốc lộ N2 và ùn ứ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực cầu Đức Hòa, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa. Đây là hình ảnh hàng ngàn người dầm mưa dãi nắng đứng giữa quốc lộ bị chặn không cho qua chốt ở cầu Đức Hòa, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đa số họ là dân từ các tỉnh miền Tây mong muốn trở về nhà sau nhiều tháng giãn cách, không có việc làm, không có thu nhập, sống vất vưởng tại thành phố Hồ Chí Minh và những địa phương gần đấy. Ông Phan Nhân Duy, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa cho biết nhiều người đã đi từ giữa đêm nhưng bị chặn lại nên chờ đến sáng. Ông nói khi dân tụ tập đông, huyện đã báo tỉnh và lập tức cử lực lượng ra đối thoại, mong bà con bình tĩnh, tạm quay về để tỉnh có phương án hỗ trợ. Vì giờ Long An có cho đi thì xuống các chốt kiểm soát dịch ở các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang cũng không cho qua. Ông Duy nói. Bên cạnh đó, huyện cũng chuẩn bị ngay một điểm tạm trú tạm thời để người dân không quay về có chỗ che mưa, che nắng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh đã đến hiện trường chia ra nhiều nhóm nhỏ trực tiếp đối thoại, mời người dân về một nhà xưởng trống gần đó ghi nhận ý kiến để tổ chức phương án hỗ trợ. Đến khoảng 9 giờ sáng đã có hơn 1.000 người tụ tập trên quốc lộ N2 dù trời đổ mưa tầm tã. Tại buổi đối thoại, nhiều công nhân không kìm được nước mắt cho biết cũng đã hiểu hoàn cảnh nhưng đã hết cách nên mới phải liều mình trở về quê. Những người công nhân này nói, nhà có 4 người, chồng đi cách ly, tôi làm công nhân mà mấy tháng nay mất việc, không còn biết sống sao. Đêm qua ở giữa đường con nó lạnh lắm, nhưng tôi động viên nó cố gắng chứ không có chỗ quay lại nữa. Chị Trần Thị Ngoan, 31 tuổi, quê Cà Mau, vừa khóc vừa nói. Đây là hình ảnh chị Trần Thị Ngoạn nói với lãnh đạo tỉnh Long An rằng cha mẹ già 80 tuổi không có tiền mà gửi giúp chị nên không thể sống ở nhà trọ. Trên đường về, trong người chị chỉ còn đúng 20.000 đồng cầm cự để về quê. Đến 11 giờ trưa, người dân được chia ra nhiều nhóm. Ai muốn ở lại tỉnh sẽ bàn tiếp các phương án hỗ trợ. Ai muốn về quê, nhà tại tỉnh Long An, tỉnh sẽ hỗ trợ giải quyết. Ai ở các tỉnh khác thì tỉnh sẽ tiếp tục rà soát danh sách, đưa về chỗ ở tạm để liên hệ với các địa phương. Trước đó, từ hôm 21 tháng 9, cũng đã xảy ra tình trạng người dân ở miền Tây ồ ạt kéo về đi ngang qua Long An đã bị kẹt lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh Lê Thanh Đông nói rằng, hiện nay bình quân mỗi ngày, các chốt phải kiểm soát trên 2.000 phương tiện cá nhân qua lại, trong đó chủ yếu là người dân tại các tỉnh miền Tây. Theo thống kê, những người này đổ về chủ yếu là công nhân đã mất việc nhiều ngày, không có thu nhập, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do chốt bên tỉnh Đồng Tháp chưa cho qua, dẫn đến ùn ứ trên địa bàn của huyện rất nhiều. Cụ thể, vào ngày 22 tháng 9, có khoảng 200 người dân miền Tây ùn ứ ngay chốt bên tỉnh Đồng Tháp, giáp danh với huyện Tân Thạnh. Hiện nay, các chốt trên quốc lộ 62 và N2 tiếp tục ùn ứ vì người dân liên tục đổ về ngày càng đông. Anh Nguyễn Hữu Long, sống tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm. Tôi lên huyện Đức Hòa làm công nhân hơn một tháng thì dịch bệnh bùng phát dẫn đến mất việc làm hơn 2 tháng. Giờ đây không còn chi phí sinh hoạt nên tôi quyết định chạy xe về. Chiều ngày 22 tháng 9 tôi đến chốt tỉnh Đồng Tháp nhưng đến hôm nay vẫn chưa được cho qua. Tương tự chị Trần Thị Hằng quê ở Đồng Tháp nghẹn ngào nói rằng tôi lên Đức Hòa làm công nhân 3 tháng nay mất việc, không có thu nhập, trong khi đó hai cháu nhỏ còn phải uống sữa. Do đó, khi Long An thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, tôi quyết định trả nhà trọ để về quê. Biết là việc đi qua các chốt rất khó khăn, nhưng chúng tôi không thể ở lại được, giờ chỉ mong chính quyền địa phương sớm giải quyết cho qua chốt. Nhiều người đã quá mệt nên tìm chỗ nằm nghỉ ngơi, đợi qua chốt tại tỉnh Đồng Tháp. Đây là hình ảnh rất nhiều người phụ nữ đã ôm con nhỏ cũng không thể qua chốt chặn và cũng không thể quay về, nhưng cứ chờ đó đợi từ vài hôm trước.
Đối với người lớn, việc chạy xe hàng chục, hàng trăm km để về quê là rất mệt mỏi và đầy nguy hiểm, huống chi là những đứa trẻ mới chỉ được vài tháng tuổi. Trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ Lương Trường Sơn đã dẫn bản tin với dòng chữ đau đớn rằng: "Sao dân tôi khổ thế này, trời ơi." Bác sĩ Sơn xúc động làm hai câu thơ như sau: "Hãy tự cứu lấy mình, chớ tin, chớ đợi, chớ chờ, về quê mới thực cuộc đời bình yên." Đây là hậu quả của một chiến lược phòng chống dịch cực đoan, phi khoa học và tàn ác. Bác sĩ Lương Trường Sơn đã nêu ra bình luận của mình như vậy. Còn Facebook Nguyễn Thanh Nhân thì viết rằng: "Sài Gòn lâu nay được mệnh danh là xứ sở của đất lành, chim đậu. Nhưng giờ đây, chính sự bảo thủ, cố chấp và ngu dốt của mấy ông mà dân sống trong bất an, muốn rời bỏ đi nơi khác." Còn Facebook Nguyễn Quốc Nguyên thì chia sẻ: "Khi niềm tin bị cạn kiệt, họ không tin vào bất cứ lời hứa nào, dự đoán rằng đợt rút chạy này sẽ khốc liệt hơn và đây cũng là cơ hội cho các tỉnh, thành ở đồng bằng sông Cửu Long kêu gọi cuộc đầu tư theo di dân trở về." Còn Facebook Phạm Trung Hiếu thì chia sẻ: "Không thể hiểu nổi chính sách ngăn cấm dân trở về nhà cửa của kẻ nào nghĩ ra mà tàn ác đến tận cùng như vậy. Như nước Ý, dù ở vùng đỏ là bị nặng nhất, vẫn luôn được trở về nhà, dù vùng trắng, không dịch, trong mọi trường hợp không cần lý do." Đây là hình ảnh lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, người đứng nói bên trái ra đối thoại với người dân. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ cũng đưa ra lời bình luận như sau: "Đâu là giọt nước mắt cho dân, hơn 4 tháng cầm cự, đã nhiều lần cố đào thoát nhưng đều bất thành. Mấy hôm nay, nhiều lao động tứ xứ bên Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai đã không thể ở lại được nữa vì không đủ điều kiện. Trong số họ có nhiều người nợ tiền trọ không có để đóng. Họ đành cố gắng thêm một lần đào thoát nhưng lại bất thành. Không thể vượt qua các chốt chặn với lực lượng công an, quân đội trấn giữ. Dù cho tỉnh này vào ngày mai sẽ có những biện pháp nới lỏng hơn nhưng họ đã hết cách." Trước sự chỉ đạo cứng rắn của Trung ương đưa người vào tận Sài Gòn để làm việc và ngăn chặn người lao động về quê. Trong những người này, đa số đều là công nhân, họ chẳng tin và hy vọng gì có cái gọi là nới lỏng ấy, vì thêm một ngày ở lại thì chi phí của họ đối với họ là quá sức. Trong khi muôn dân đã sức cùng lực kiệt vì đã hợp tác cùng chính phủ chống dịch cả 4 tháng, thì đổi lại sự đối xử lạnh lùng pha chút bạc bẽo. Trong 4 tháng qua, ở đây không có nhận được sự hỗ trợ gì từ chính phủ, dù chỉ một đồng. Trong 4 tháng qua, không có ai ở đây nhận được tiền, được chia sẻ dù là lời thăm hỏi thăm. Nhốt họ lại, rúi họ vào một xó tách biệt, khác với những gì hình ảnh chiếu ở trên TV là các lãnh đạo tỏ ra quan tâm, hỗ trợ dần dữ lắm. Trong khi người dân phải tìm cách đào thoát để đi tìm sự sống ngay nơi cái chết cận kề, thì quan chức lãnh đạo đảng, nhà nước có vẻ bận rộn. Đây là hình ảnh cảnh ùn ứ xe kẹt tại một ngã tư có chốt chặn kiểm dịch tại huyện Đức Hòa. Họ bận thức tới khuya để tính toán trong dòng họ bên ngoại, bên nội của mình ai chưa nhận được hỗ trợ, mặc dù ở nhà villa. Họ bận tính toán xin ngân sách hỗ trợ cho công an, quân đội chống dịch mà bỏ quên y tế và người dân. Họ bận tính toán từng kit test một, nếu bán hàng trăm triệu kit thì sẽ lãi được bao nhiêu tiền. Họ bận xem mua vaccine của Tàu được lại quả bao nhiêu phần trăm so với vaccine của Âu và Mỹ. Trung ương thì bận kiểu trung ương, thành phố cũng bận kiểu của thành phố. Thành phố họ bận xem tìm cách phạt dân nào vừa ăn được nhiều tiền vừa đỡ bị dân chửi khi nới lỏng. Quận thì bận xem bán mấy hàng rào kẽm gai được bao nhiêu tiền. Phường bận cách nào đó đi thu được nhiều sau khi mấy tháng nhà hàng, cà phê đóng cửa. Và họ bận nhiều thứ khác mà họ chẳng đếm xỉa gì tới nhân dân. Nhân dân kêu gào vì đói, họ phớt lờ. Trẻ con khóc vì khát sữa, họ bận quá sao mà nghe. Họ bận tới mức họ quên rằng họ đang ăn cơm bằng tiền thuế của dân, áo mặc cũng từ dân. Có khi quan chức họ bận quá nên quên mất họ là con người. Mấy hôm nay trời Sài Gòn mưa, mưa tầm tã, từng đoàn xe kéo nhau rời bỏ thành phố trong u tối. Dẫu rằng ngày mai sẽ có chút ánh sáng, họ bị chặn lại, chờ đợi mấy tiếng dưới cơn mưa, lệnh phải quay lại, thất vọng và bất lực. Trời càng mưa to, mưa như chút nước, nhấn chìm nỗi đau và bao lo lắng, cũng như sự thống khổ, tủi nhục của
thân phận tha hương. Nuốt nỗi đau vào lòng, trời vẫn cứ đổ mưa, đâu là nước mắt của dân tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 10 năm 2021 với bản tin Hơn ngàn người muốn về, ùn ứ giữa đường, lãnh đạo Long An phải ra đối thoại. Quý vị và các bạn vừa chia sẻ YouTube và video của Thời báo .d để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.